Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Hôm qua, B-Network đã chính thức cập nhật cho chúng ta biết những sản phẩm và công nghệ được B-Network tiến hành trong tháng 11 và tháng 12 vào năm 2021 vừa qua. Và những thời gian gần đây thì cũng có nhiều bạn chia sẻ tấm hình rằng là B-Network ở trong phần CH Play đã có 50 triệu lượt tải, nhưng ứng dụng Bee Browser hay còn gọi là trình duyệt Bee nó chỉ có 5 triệu lượt tải mà thôi, thì điều đó nó phản ánh điều gì? Và qua những thông tin mà Bee Network đã cho chúng ta biết về công việc của họ trong 2 tháng vừa qua thì chúng ta biết được điều gì? Thứ nhất, chúng ta thấy rất rõ những phần báo cáo của Bee Network, người ta đang thử nghiệm rất nhiều về KIC, người ta thử nghiệm lặp đi lặp lại về những thứ liên quan đến KIC và phát triển các tính năng liên quan đến KIC, như là việc mà người ta sẽ xác thực video và biểu cảm của con người này, hay quy trình mà tải hình ảnh, hay là cho thêm tính năng mà cho phép những người trưởng nhóm mời những người trong nhóm của mình KIC, và cũng như là việc mà người ta sẽ mở rộng KIC. Thì ngoài những lý do đó, thì nếu như các bạn nghĩ rằng là nếu Bee Core Team người ta đã hoàn thành tất cả những công việc đó, thì mình nghĩ rằng là nếu như cái việc mà vẫn chưa cho KIC hàng loạt tập trung, hoặc là họ vẫn chưa làm xong và hoàn thiện 100%, hoặc là họ đang muốn làm chậm lại quá trình này. Đó là cho tới thời điểm hiện tại, qua những thời gian vừa qua sau khi giai đoạn Mainnet kiến được chính thức kích hoạt, thì chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại số lượng người tài khoản mà người ta sẵn sàng để xả Bee cũng như là người ta bán hết toàn bộ số Bee của mình rất là nhiều. Và ngoài ra thì số lượng tài khoản mà cái lượt tải Bee Network thì nó rất là nhiều, nhưng lượt tải Bee Browser thì nó rất là ít. Nó chỉ chiếm 1/10 so với con số là 50 triệu, thì Bee Browser chỉ được tải chỉ có 5 triệu thôi. Đây mặc dù chỉ là thống kê của CH Play chứ không bao gồm cả thống kê từ iOS, nhưng chúng ta có thể thấy rằng là khi mà các bạn không tải Bee Browser, có nghĩa là các bạn thứ nhất chưa có ví, và thứ hai các bạn chưa tham gia vào quá trình KIC thử nghiệm, cũng như là chưa biết được nhiều về Bee Network. Bởi vì những ai mà tham gia Bee Network thì trong cái những cái bản thông báo lúc Mainnet là đã được Bee Core Team người ta thông báo 6 bước, trong đó có bước là các bạn bắt buộc phải tải Bee Browser để chuyển Bee vào ví, cũng như là các bạn sẽ KIC trên đó. Việc mà các bạn thấy rằng là Bee Browser chỉ có 5 triệu lượt tải so với Bee Network là 50 triệu lượt tải, nó cũng ảnh hưởng đến phần KIC. Nhiều bạn mong muốn rằng là phải được KIC sớm, nôn nóng KIC, nhưng trong số những bạn đó thậm chí vẫn chưa cài Bee Browser. Mà chưa cài Bee Browser có nghĩa là không có ví, mà khi mà các bạn muốn trao đổi thì Bee nó phải về ví và các bạn phải vượt qua KIC. Cho nên là nếu bạn muốn nôn nóng KIC thì các bạn thứ nhất các bạn phải có Bee Browser, và trong Bee Browser đó các bạn phải tải ví. Dành cho những bạn nào không biết thì Bee Core Team đã ra hẳn một video và một thông báo riêng về việc mà các bạn phải tạo ví trong Bee Browser. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, khi nhìn vào con số 5 triệu và 50 triệu này, con số chỉ bằng 1/10 mà thôi, thì chúng ta có thể thấy được rằng là rất nhiều người hiện tại chưa tạo ví. Và nếu các bạn chưa tạo ví thì việc mà quá trình KIC diễn ra và sau đó chuyển sang Mainnet nó rất là rắc rối. Bởi vì số Bee Mainnet sẽ được chuyển vào ví, mà thậm chí bây giờ vẫn rất nhiều người chưa tạo ví. Vì vậy các bạn phải làm những điều sau. Thứ nhất là phải cài ví, tạo ví. Những bạn nào mà đã tạo ví rồi mà quên mật khẩu thì cứ tạo lại. Lúc mà bạn nhắn vào việc mà quên mật khẩu và tạo lại ví thì có thể ngày đó, cái ngày đầu tiên nó không được, nhưng cứ mỗi ngày bạn vào và bạn truy cập vào và các bạn tạo lại ví mỗi ngày như vậy thì đến một ngày nào đó nó sẽ cho tạo lại ví. Dành cho những bạn nào chưa tạo ví thì bây giờ mình sẽ bày cho các bạn cách tạo ví nhanh. Các bạn vào Bee Browser thì có phần wallet.bee, các bạn nhắn vào đây. Thì bình thường thì đây là dành cho cái tài khoản mà người ta quên mật khẩu ví, thì các bạn có thể thấy ở bên dưới nó có ghi là bạn bị mất cùng mật khẩu và bạn có thể cài đặt lại ví của mình. Và các bạn nhấn vào cái dòng chữ màu xanh lá cây này, cái dòng chữ mà bạn có thể cài đặt lại ví của mình, thì bạn sẽ bắt đầu tạo lại ví. Khi mà các bạn nhấn vào chữ tạo ví thì nó sẽ hiển thị ra mật khẩu ví mới cho bạn. Và nhiều bạn khi mà mất mật khẩu ví thì làm tới trường hợp này là nó không có cho tạo ví, thì các bạn cứ làm từ ngày này qua ngày khác, cứ mỗi ngày các bạn vào tạo lại như thế này thì đến một lúc nào đó nó sẽ cho tạo lại. Và như tài khoản này thì sau vài ngày nó là cho tạo lại mật khẩu ví, và các bạn phải bắt buộc sao chép cái cụm mật khẩu mà trong khoanh tròn của mình. Thì cái cụm mật khẩu này chính là cụm mật khẩu 24 ký tự, và bạn phải lưu trữ nó an toàn. Đây cũng đã có những cái kiến nghị từ Bee Core Team đã ghi rất là rõ trong này, là cụm mật khẩu này được tạo ngẫu nhiên trên điện thoại bạn và không bao giờ được gửi đến máy chủ Bee, và
các bạn có thấy là cái chữ sao chép đó, bạn nhấn vào sao chép và nó sẽ ghi là đã sao chép, và các bạn copy cái mật khẩu ví này vào một cái chỗ nào đó bạn cảm thấy an toàn. Thì khi các bạn đã sao chép xong rồi, ở dưới nó có dòng chữ ở trong khung màu cam, đó là tôi đã lưu cùng mật khẩu ví của mình. Thì khi mà bạn đã xác nhận là bạn đã lưu nó vào một nơi an toàn rồi, cùng mật khẩu ví 24 ký tự này vào một nơi an toàn, thì các bạn hãy nhấn vào chữ tôi đã lưu cùng mật khẩu ví của mình. Thì khi mà các bạn nhấn vào cùng mật khẩu ví này thì các bạn sẽ được đưa ra ngoài để có thể đăng nhập lại bằng cùng mật khẩu ví đó, và bạn dán cái cùng mật khẩu ví mà bạn vừa lưu vào để bạn mở khóa với cùng mật khẩu ví. Và khi các bạn đã mở khóa xong thì coi như là bạn đã hoàn thành các bước để tạo ví. Đặc biệt là những người có càng gì rep thì phải càng có trách nhiệm hơn trong việc này. Các bạn phải nhắc nhở, kiểm tra xem là những người trong rep, trong nhóm của mình đã tạo ví và đã lưu mật khẩu ví hay chưa. Thứ hai là các bạn phải đảm bảo về việc khóa bi. Ngoài ra hãy dừng rao bán tài khoản này, hoặc là đưa ra những thông tin giao dịch mua bán bi trái với quy định bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy cố gắng truyền đạt những thông tin nó đúng đắn và tích cực cho cộng đồng bi network, cũng như là tuân thủ theo quy định của bi là không được đổi bi ra tiền, hoặc chỉ cần bạn ghi nội dung như vậy là bạn có thể bị khóa tài khoản, cảnh cáo, hoặc là tùy theo mức độ nặng nhẹ mà hình thức cũng sẽ tăng dần. Những số bi được khai thác mà nó không thông qua KYC và sẽ bị, nó đi đến quá trình sẽ bị xóa thì nó sẽ được trả lại tổng cung. Thì những ai mà chưa tạo ví thì hãy nhanh chóng tạo ví. Mình nghĩ rằng trong thời điểm hiện tại, những trưởng nhóm nên kiểm tra lại, rà soát lại toàn bộ thành viên của nhóm mình. Những bạn nào chưa tạo ví thì hãy mau chóng tạo ví. Mặc dù đây là những vấn đề có thể đã cũ, nhưng mình muốn nhắc lại một lần nữa để chúng ta cùng rà soát lại. Ok, và đó là toàn bộ chia sẻ của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.